Xin kính chào bà con. Ngày hôm nay lưới đánh cá đầu muốn giới thiệu với bà con cái dòng lưới bắt quái rất là đặc biệt, đó là lưới Etinen 24 khung màu tím. Thì thông thường đầu muốn giới thiệu với bà con là màu xanh, nhưng hôm nay là màu tím. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên cây lưới từ Thái Lan về và được gia công trực tiếp tại kho của lưới đánh cá đầu. Kính thưa bà con, cái dòng này là 24 khung và chiều dài của nó là 7 m. Cái hàng này nó rất là xịn sò, cái chất lưới của nó rất là dai bà con ạ. Và một cái điểm nữa là cái thông số ở đây là cái mắt lưới ở đây là lỗ vuông và được dệt theo dạng là mắt kép, và không bao giờ sợ bị xô xéo khi bà con cầm vào lắm thoải mái. Lát nữa đầu sẽ test cho bà con xem. Thì cái lỗ lưới ở đây là 0.2 mini, thì bắt được những con tép gạo, bắt được những con tép riu, tép rong và bắt được những con trạch, con nươn rất là nhỏ cho bà con. Thì dòng này thường thường là tất cả các vùng miền trong đất nước của Việt Nam mình là sử dụng được tất. Và cái dòng này là bao dai, bao bền, bao chắc và hạn chế cua nó cắn, nó kẹp cho bà con lên đấy hơn 90%, cực tốt luôn. Thì đầu hôm nay sẽ nắm và test cho bà con xem, thì cho bà con thấy được là cái dòng chất lưới như thế này, dùng kéo, dùng nắm tất cả các chiều không bao giờ sợ bị xô, bị lệch. Đấy, dùng nắm, dùng kéo các chiều cho bà con không bao giờ sợ bị xô, bị xịt lệch. Mở cái dòng lưới này đây bà con xem nha, nó kéo đấy, kéo các chiều luôn, kéo các chiều luôn mà đấy bà con thấy này, nó không bao giờ sợ bị lệch luôn, nó nguyên bản luôn. Tại vì cái đây là cái dệt, chất lưới của nó là giật kép nên là phải nói là chắc chắn vô cùng, lại cắn cua cắn cũng còn phải dè chừng luôn. Đây bà con xem, nhưng khi mà dòng những cái dòng này bà con này, bà con nhớ là những cái dòng này á, nếu như cái dòng mà bình thường á, thì khi bà con kéo hoặc bà con chỉ cần cầm cái tay bà con kéo nhẹ ra là nó sẽ đã giạt sang một bên rồi. Nhưng cái sản phẩm màu tím như thế này, hàng Etinen tím như thế này, thì bà con đảm bảo luôn, bà con nắm, bà con kéo không bao giờ sợ bị xô, bị giãn. Đầu sẽ làm một cái video khác tới đây, cách khoảng 2-3 hôm nữa Đầu sẽ làm video lên để cho bà con biết được cái chất lưới của dòng này nó sẽ bền được như thế nào nữa. Đầu sẽ test thêm một cái video nữa cho video sau. Thì dòng này bà con nhớ là Đầu là làm ra để phục vụ trực tiếp đến với bà con, chứ không thông qua. Đầu cũng rất là muốn là giữa người sản xuất và người tiêu dùng đến với nhau trực tiếp, không qua trung gian hoặc là không qua cái khâu mua đi bán lại. Dòng này bà con muốn điện đến cho Đầu là Đầu sẽ cung cấp trực tiếp cho bà con. Tại vì những dòng này làm ra là nó chất lượng cho bà con, chứ không làm hàng chợ. Hàng chợ trôi nổi trên thị trường thì những cái dòng màu xanh đánh rất là kém, cái chất lưới của nó không được bền, không được tốt như cái dòng màu tím như này. Nên là đây cũng là một cái tâm huyết để giúp bà con khi làm ra sản phẩm này ra, cho bà con đánh bắt một cách hiệu quả và tránh được cua cắn, cua kẹp, để cho bà con đánh vừa bền, vừa được thu nhập. Và cái nữa là dùng cho cái sản phẩm này nó làm sao nó hiệu quả và kinh tế nhất, giúp cho bà con đánh bắt tận thu.